đã có ca nhiễm thứ 32 ở Việt Nam. Tính đến trưa ngày 10 tháng 3 năm 2020, truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết bệnh nhân là nữ 24 tuổi sống ở Luân Đôn, tên được viết tắt là NTT. Báo Thanh niên dẫn nguồn tin cho biết bệnh nhân này 24 tuổi quốc tịch Việt Nam đang sống tại Luân Đôn, Anh. Tối 27 tháng 2, bệnh nhân có gặp mặt cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại Luân Đôn cùng với một nhóm bạn. Ngày 2 tháng 3, bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan không sốt, đi khám tại bệnh viện Luân Đôn và được cho điều trị ngoại trú. Ngày 7 tháng 3, bệnh nhân vẫn còn ho nhiều, không sốt, đồng thời nghe thông tin người bạn ở Việt Nam gặp ở Luân Đôn, ca nhiễm thứ 17 của Việt Nam đã bị nhiễm COVID-19 nên bệnh nhân đến khám bệnh trở lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc. Bệnh viện ở Luân Đôn yêu cầu bệnh nhân này cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm. Bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng có phòng cách ly trên máy bay, đưa bệnh nhân bay từ Anh về Việt Nam hạ cánh lúc 8 giờ 15 tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 9 tháng 3. Tại thời điểm kiểm tra ngày 9 tháng 3, thân nhiệt bệnh nhân đo được là 37,5 độ C, ho khan, không khó thở. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thu dung và đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện giả chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào ngày 9 tháng 3. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR lúc 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3. Hiện bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại bệnh viện giả chiến Củ Chi với biểu hiện sốt nhẹ 38,2 độ C, ho khan không khó thở. Trước đó một du khách người Anh được xác nhận là ca nhiễm thứ 31 ở Việt Nam cũng được truyền thông chú ý. Vị du khách người Anh này tham quan phố cổ Hội An và tiếp xúc gần với 16 người dân địa phương. Sáng ngày 10 tháng 3 thì tỉnh Quảng Nam đã công bố lịch di chuyển của du khách quốc tịch Anh 49 tuổi nhiễm nCoV là bệnh nhân 31 ở Việt Nam. Theo đó sau khi đến Việt Nam ngày 2 tháng 3, du khách này cư trú tại một khách sạn ở Hà Nội ngày 4 tháng 3 đến tham quan Vịnh Hạ Long rồi quay lại Hà Nội. Lúc 19 giờ 40 phút ngày 5 tháng 3, du khách đi chuyến bay VN185 ghế 2D từ Hà Nội đi vào Đà Nẵng. 20 giờ 40 phút cùng ngày, ông di chuyển đến khách sạn Nam Hải, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trên xe có tài xế và một hướng dẫn viên sống tại thành phố Đà Nẵng. Tối 5 tháng 3, du khách người Anh tiếp xúc gần với 4 người ở khách sạn Nam Hải rồi về phòng ngủ. Truyền thông trong nước cũng đề cập trường hợp hy hữu đánh tráo người cách ly. Lãnh đạo doanh nghiệp bay cùng chuyến với bệnh nhân 30 đã cử một người khác thay thế mình đưa đi cách ly, chiều 9 tháng 3, ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho hay, cơ quan chức năng vừa phát hiện lãnh đạo một doanh nghiệp đầu tư dự án điện gió trên địa bàn không tự nguyện đi cách ly phòng chống Covid-19 theo quy định. Ông này bay cùng chuyến với bệnh nhân 30 từ Hà Nội đến Huế, lẽ ra sau đó phải đi cách ly nhưng đã cử nhân viên thay thế ông. Vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này nói khi phát hiện sự việc, nhà chức trách yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp nêu trên đến cơ sở cách ly tập trung, vị này sau đó đã trình diện và chấp nhận cách ly 14 ngày tại bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trong khi đó, thì VN Express phân tích cách thức lây nhiễm của bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam. Theo lý giải của tờ báo này, thì 12 người dương tính nCoV trên chuyến bay VN0054 có thể đã nhiễm bệnh từ các nguồn khác nhau, chứ không chỉ từ bệnh nhân thứ 17 như chúng ta được biết. 10 bệnh nhân người nước ngoài cùng chuyến hầu hết ở khoang thương gia, trong đó có hai vợ chồng ghế 7B và 7C đã xác định nhiễm virus. Một du khách ở khoang hạng phổ thông cũng nhiễm, bệnh nhân 21 ghế 5A trong khi bệnh nhân 17 ghế 5K, hai ghế ở hai bên máy bay có lối đi riêng cách nhau khoảng 6m. Bệnh nhân 21 từ Việt Nam đi Ấn Độ, sang Anh rồi về Việt Nam. Trên máy bay từ Ấn Độ đến Anh, ông ngồi cạnh một người nước ngoài có biểu hiện sốt và ho liên tục. Do đó, giới chức nhận định bệnh nhân 21 có hai khả năng lây nhiễm, lây trên chuyến bay VN0054 hoặc trên chuyến bay từ Ấn Độ đến Anh. Khả năng có những nguồn lây nhiễm khác nhau trên chuyến VN0054. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhận định như trên, dựa trên phân tích dịch tễ nguồn lây các bệnh nhân trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch vào chiều 9 tháng 3. Dẫn lời bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Di đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bệnh nhân 17 chắc chắn đã nhiễm virus khi ở nước ngoài vì về nước đã lây cho hai người, các bệnh nhân khác đều bệnh nhẹ có khả năng bị nhiễm trên máy bay hoặc trước khi lên máy bay. Cho dù nguồn lây ở đâu, toàn bộ bệnh nhân lẫn hành khách trên chuyến bay và những người khác diện tiếp xúc đều cần được cách ly giám sát y tế triệt để. Hiện nhà chức trách xác định được nơi cư trú và cách ly 156 hành khách, 27 trường hợp đang cập nhật thông tin. Đến chiều 9 tháng 3 thì đã có 54 người kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, phi hành đoàn cũng được đưa đi cách ly. Còn tình hình dịch bệnh trên thế giới thì số ca nhiễm COVID-19 ở Ý đã tăng vọt từ 7.375 ca lên 9.172 ca. Ship là nước thành viên Liên minh châu Âu EU mới nhất ghi nhận có người dương tính với virus corona. Do đó, cả 27 nước EU tới nay đều đã có ca nhiễm. Nội các nước Nhật sáng 10 tháng 3 thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần trong bối cảnh nước này đang cố gắng hạn chế sự lây lan của virus corona. Tờ Seven Times cho biết dự luật sửa đổi từ luật năm 2013 để ứng phó với các loại cúm mới và các bệnh truyền nhiễm khác sẽ trao quyền cho Thủ tướng trong vòng 2 năm. Những thay đổi trong dự luật sẽ cho phép Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu số ca nhiễm virus lan rộng ra cả nước và lo ngại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và nền kinh tế. Hãng tin Reuters ngày 10 tháng 3 dẫn số liệu cập nhật của nhà chức trách Ý cho hay số ca tử vong do COVID-19 ở Ý đã tăng thêm 97 ca lên 463 ca trong khi đó thì tổng số ca nhiễm đã tăng từ 7.375 lên 9.172 ca tức là mức tăng tới 24% trong đó chỉ riêng vùng Lombardy ở miền Bắc nước Ý đã có tới hơn 300 ca tử vong do Covid-19. Đây là vùng giàu có nhất nước Ý và là một trong những vùng đang bị phong tỏa để ngăn chặn Covid-19. Ngày 9 tháng 3 thì thủ tướng Ý Giuseppe Conte thông báo toàn bộ nước Ý sẽ được đặt dưới lệnh phong tỏa cho đến đầu tháng 4. Theo hãng tin Reuters, đây là một biện pháp chưa từng có để ngăn chặn Covid-19 ở nước này. Bang Washington Mỹ thì vừa có thêm 3 người chết do mắc bệnh Covid-19 đều là người sống trong nhà dưỡng lão. Tổng số người chết ở bang này đến nay là 22 người. Bộ Y tế Nam Phi ngày 10 tháng 3 xác nhận nước này có thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này lên 7 người. Bộ trưởng Y tế Nam Phi Jewis Kazi cho biết, cả 4 trường hợp nhiễm mới và 3 trường hợp dương tính trước đó đều nằm trong nhóm du khách 9 người trở về từ Italia hồi đầu tháng 3. Theo kênh Global của Canada, ngành y tế tỉnh British Columbia Canada ngày 9 tháng 3 thông báo về ca tử vong đầu tiên do virus Corona, đó là một cụ cao niên trong độ tuổi 80 với tình trạng bệnh lý nền có sẵn, sống ở một nhà dưỡng lão, ông qua đời vào tối chủ nhật 8 tháng 3 theo giờ Canada. Canada đến nay đã ghi nhận ít nhất 71 ca được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2, phần lớn các trường hợp này sống tại tỉnh Ontario và tỉnh British Columbia. Cũng theo hãng tin Reuters ngày 10 tháng 3, Bộ Y tế Panama vừa xác nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên. Bệnh nhân là một phụ nữ 40 tuổi. Theo hãng tin Reuters ngày 10 tháng 3, Ủy ban Khẩn cấp Quốc gia của Mông Cổ cho biết, một người quốc tịch Pháp làm việc ở nước này dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên được ghi nhận ở Mông Cổ. Bệnh nhân bay từ Pháp đến Mông Cổ và có quá cảnh ở Moscow. Chính quyền đã xác định 42 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Ngày 9 tháng 3, Cộng hòa Ship đã thông báo về hai ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở nước này, trong đó có một chuyên gia y tế cộng đồng. Cả hai bệnh nhân đều là nam, đều đi từ nước ngoài gần đây. Bệnh nhân đầu tiên vừa quay về từ miền Bắc nước Ý, còn bệnh nhân thứ hai là một chuyên gia y tế 64 tuổi quay về từ Anh. Còn theo hãng tin Bloomberg, Đức vừa ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Cả hai ca tử vong đều là ở North Westphalen, bang đông dân nhất và có số ca nhiễm nhiều nhất ở nước Đức. Theo hãng tin AFP, như vậy thì tính đến thời điểm này, tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU đều đã ghi nhận các ca bệnh COVID-19, trong đó Ý là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất với 463 ca tử vong và 9.172 ca nhiễm. 27 quốc gia này bao gồm Áo, Bỉ, Bungary, Croatia, Sip, Cộng hòa Séc, đang mặt Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Cũng trong ngày 9 tháng 3, chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Jacques Michel cho biết, Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn qua video với sự tham gia của lãnh đạo các quốc gia trong khối, chúng ta cần hợp tác để bảo vệ sức khỏe của công dân, ông cho biết như vậy. Thủ tướng Peter Villegini của Slovakia ngày 9 tháng 3 thì cho biết chính phủ nước này đã ra lệnh cấm tất cả sự kiện văn hóa, thể thao và các sự kiện cộng đồng khác trong vòng 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU này cũng yêu cầu công dân quay về tự ý Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran. Những nước bị ảnh hưởng nặng do COVID-19 cách ly tại nhà trong 14 ngày. Đến nay, Slovenia đã ghi nhận 7 ca bệnh COVID-19. Ngày 9 tháng 3, người đứng đầu Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada Bà Theresa Tam nói rằng người Canada nên tránh tất cả chuyến đi bằng du thuyền giữa bối cảnh số ca nhiễm gia tăng. Tuần trước bà cũng nói rằng người Canada nên suy nghĩ hai lần trước khi bước lên các du thuyền. Các du thuyền chở những hành khách từ khắp nơi trên thế giới, những người này có thể đến từ các khu vực có sự lây lan của COVID-19, vốn đã được biết tới hoặc là vẫn chưa được biết tới. Virus Corona chủng mới có thể lây lan nhanh trên du thuyền do tiếp xúc gần giữa các hành khách, bà giải thích thêm. Theo cập nhật mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NXC, tính đến cuối ngày 9 tháng 3, trên toàn Trung Quốc đại lục đã có thêm 19 ca nhiễm mới, 17 ca tử vong và 1.297 ca hồi phục. Như vậy, trên toàn Trung Quốc đại lục hiện có tổng cộng 80.754 ca nhiễm, 3.136 ca tử vong và 59.897 ca xuất viện. Còn theo cập nhật của hãng tin dòng háp thì đến ngày 9 tháng 3, vừa có thêm hai quốc gia, cụ thể là đảo quốc Grenada và Barbados ở vùng biển Caribe gia nhập danh sách những quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh hoặc siết chặt các thủ tục kiểm dịch đối với người đến từ Hàn Quốc. Nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các biện pháp như vậy là lên 106. Cũng theo hãng thông tấn Dông Háp thì cập nhật đến 8 giờ 15 phút sáng ngày 10 tháng 3. Trong ngày 9 tháng 3 thì Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng có thêm 131 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số người bị nhiễm COVID-19 ở nước này lên 7.513 người, không có ca tử vong mới được ghi nhận. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, có thêm 81 bệnh nhân COVID-19 đã hoàn toàn hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục ở nước này lên 247 ca. Theo báo The Star ngày 9 tháng 3, Brunei đã tường thuật ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở nước này. Bộ Y tế Brunei cho biết, bệnh nhân là một người địa phương 53 tuổi, vừa quay về từ Kuala Lumpur, Malaysia. Cùng ngày, thì Burkina Faso ghi nhận hai ca bệnh COVID-19 đầu tiên, trở thành quốc gia thứ 6 của vùng hạ Sahara của châu Phi bị ảnh hưởng do COVID-19. Quần đảo Chanel ở eo biển Manche cũng ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên.